Hello, xin chào anh chị quý vị và toàn bộ quý khách hàng cùng trở lại với Mạnh Dũng Ô tô Thái Nguyên. Video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và quý khách một chiếc xe sản xuất năm 2014, một dòng xe nồi đồng cối đá và tiết kiệm nhiên liệu. Đó là một chiếc xe Vios bản E số sàn, một con xe mà màu vàng cát, máy 1.5 các bác nhá, bản đủ. Riêng dòng Vios này nhà em thì không làm bản thiếu, không làm bản G và không làm bản limo. Thì đây là tổng thành bề ngoại thất của xe. Đối với xe nhà em thì bao giờ cũng ưu tiên về chất lượng. Đó. Toàn bộ những mẫu xe bán ra cho khách hàng thường gần như là khách hàng lái mới. Và tất cả những mẫu xe nhà em bán ra đều được bảo hành và cam kết trên văn bản giấy tờ, đổi trả trong vòng 1 tuần và máy số các bác sẽ được bảo hành 1 năm sử dụng. Đây là toàn bộ tổng thành ngoại thất này. Mẫu xe mà trang bị đầy đủ hết cảm biến lùi. Đấy, đèn hậu đỏ chót như thế này. Và tổng thành thân vỏ thì em dọn sẽ không còn một vết xước nữa, kể cả từ la răng đến khung gầm dọn rất kỹ. Các bác về là chỉ sẵn đóng thuế ra tên là sử dụng. Nếu các bác có nhu cầu là em sẽ bao tên trọn gói và có dịch vụ ship xe tận nhà luôn cho các bác. Đấy, còn hồ sơ thì cứ xe về đến đâu sẽ rút hết đến đấy, sẽ có hồ sơ cầm tay luôn. Đây, những con Vios 2014, 2015 để tìm những con xe chất, những con xe cứng không hề đơn giản. Đó, toàn bộ bản lề cột kèo các bác nhìn này. Đấy, bản lề cột kèo mặc bãi lên xuống, rồi là tắp lô tắp ly. Đây, tắp lô tắp ly khám thì rất dài, khám thì đến năm 2025 hôm em mua về nó hết khám, khám mới. Đấy, riêng xe về dọn riêng khám nó mất 2 triệu, chưa tính tiền dọn sơn rồi gầm bệ, khoang máy, nội thất, lắp màn hình cam lùi. Con này vừa em vừa lắp màn hình OLED Pro A5 quanh quanh 5 triệu mà còn chưa có bóc ni lông luôn. Màn hình đây em còn chưa lắp, chưa bóc ni lông này, vừa mới lắp xong. Đấy, vừa lắp màn hình xong em sẽ khoay khoang máy và gầm bệ cho các bác nhé. Với tầm nguồn tiền mà hơn 200 triệu thì đây là sự lựa chọn hợp lý. Đây, đầu đài CD vẫn để nguyên này. Đấy, đầu đài CD vẫn để nguyên zin luôn. Đấy, trong này zin hết. Cả hai bên này cho các bác xem. Cả hai bên. Đấy. Rồi là đến phần lốp dự phòng và phần khoang cốp. Đẹp như này cơ mà. Đấy, khoang cốp đẹp như này. Đó. Bản lề này, sâu trong bản lề. Đấy. Cùng tất cả những con ốc cabo sau. Con ốc cabo sau này. Cabo sau này. Zin hết các bác nhé. Không mất một phân keo chỉ nào. Đấy. Cái này đang bị kẹt, kẹt dưới cốp đây. Đấy, cái này chưa xuống. Đó. Toàn bộ phần gầm này, gầm nó đẹp như này cơ mà. Đấy, xe nhà em dọn gầm các bác nhìn này, toàn bộ gầm này. Đấy, gầm nó đẹp như này. Đó. Cảm biến đầy đủ hết, cam lùi. Màn hình Android thì vừa mới lắp xong. Đây, toàn bộ phần gầm nhé. Phần gầm này. Đó, toàn bộ khung sườn và gầm bệ. Đấy. Cho đến phần máy, em sẽ quay cả phần máy cho các bác. Máy này. Đấy, phần máy này. Toàn bộ phần trong khoang máy và những con ốc zin hết này. Đây, những ốc má tai này. Đồ cabo, máy zin các bác nhé, máy zin luôn. Đây, keo máy này. Đó, phần máy zin và toàn bộ côn số đây. Đấy, côn số vẫn keo đỏ zin luôn. Toàn bộ khung sườn xung tai này. Đó, khung tai đầu rằng. Hiện tại thì Vios 2014 tại cửa hàng em đang có loanh quanh 4-5 con 14-15 với tầm tiền dưới 300 triệu. Các bác đến cửa hàng xem xe và test xe thoải mái luôn. Đấy, cột kèo bản lề, rồi chân phanh, chân côn và chân ga. Màn hình thì vừa lắp xong. Đấy, vừa lắp xong cổ số này. Đó, toàn bộ ra ghế mặt táp lô đây các bác nhá. Đấy,
tao lô và toàn bộ trần vẫn giữ được trần nỉ bọc ni lông zin luôn, nội thất trong xe đây. Vậy thì các bác đang có tầm tiền với dưới 300 triệu, iốt 14-15 thời điểm hiện tại tại cửa hàng thì sẽ có đầy đủ màu vàng cát, rồi là màu bạc và màu đen các bác nhé. Các bác hãy đến trực tiếp salon Mạnh Dũng ô tô Thái Nguyên để kiểm tra xe cũng như là chạy thử thoải mái, sau đó chốt xe em sẽ có cam kết trên văn bản giấy tờ. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại anh chị và quý khách hàng ở những video clip tiếp theo.